Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn đọc thân mến, hòa cùng không khí tưng bừng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Thay mặt Thư viện Trường Trung học Cơ sở Phi Thình, tôi xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm Xin đừng làm mẹ khóc. Cuộc sống cứ hối hả trôi đi, con người với thời hiện đại phải đối mặt với nhiều vấn đề của nhịp sống công nghiệp thì chữ hiếu vẫn luôn vẹn nguyên ý nghĩa với mỗi con người. Đạo làm con phải nhiều tình với cha mẹ, người đã có công sinh thành dưỡng dục giúp ta nên người. Công lao ấy cao tựa Thái Sơn, tinh khiết thẳm sâu như suối nguồn vô tận. Đến với cuốn sách Xin đừng làm mẹ khóc là đến với những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa sâu sắc về tình mẹ con. Một tình yêu thương vô điều kiện mà không có gì đánh đổi được. Cuốn sách Xin đừng làm mẹ khóc có 207 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2015, in tái bản vào tháng 3 năm 2018, số đăng ký cá biệt 1286. Sách được đóng băng bìa cứng rất chắc chắn. Trên nền trắng tinh khiết là dòng chữ màu đỏ làm nổi bật tiêu đề của cuốn sách. Bên dưới là hình ảnh hai mẹ con đang thân mật bên nhau, được lồng vào khung hình tròn như muốn nói với tất cả chúng ta rằng cuộc sống thực sự hạnh phúc, tròn đầy, viên mãn khi ta có mẹ ở bên. Xin đừng làm mẹ khóc gồm những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa sâu sắc về tình mẹ con thiêng liêng cao quý. Bằng lối viết giản dị, trong sáng, giàu cảm xúc, cuốn sách dần đưa người đọc trở về với những ký ức bên mẹ, về những lỗi lầm, những suy tư trăn trở và về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Ngay từ những trang viết đầu tiên, câu chuyện quà tặng của mẹ đã khiến bao trái tim người đọc cảm động đến rơi nước mắt. Con tôi đâu? Người mẹ trẻ hỏi trong nỗi vui mừng sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc. Với khuôn mặt rạng ngời, chỉ đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Thế nhưng, nụ cười bỗng tắt lìm trên đôi môi khi chỉ nhìn thấy đôi tai của con mình không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Một đứa trẻ khuyết tật luôn phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm tròn cả nỗi đau trong trái tim mình. Với tình yêu bao la, người mẹ đã bù đắp cho đứa con thân yêu của mình trở thành một người có vẻ ngoài hoàn hảo giống như bao người bình thường khác. Hãy tìm đọc từ trang 10 đến trang 13. Chúng ta sẽ thấy tình yêu của mẹ dành cho con có thể làm nên những phép màu kỳ diệu. Thưa quý vị đại biểu và bạn đọc, mẹ, người đã không sống vì bản thân, người đã ban tặng cho chúng ta sự sống, hy sinh cho chúng ta cả cuộc đời, và cả con chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mẹ. Vậy đã bao giờ chúng ta cảm thấy tức giận hay trách móc chính mẹ của mình chỉ vì mẹ luôn nghiêm khắc, không chiều theo ý muốn của chúng ta? Hãy đến với câu chuyện Một người mẹ kỳ lạ để xem mẹ của chúng ta có phải là một người mẹ kỳ lạ giống như người mẹ trong câu chuyện này không nhỉ? Đến với câu chuyện làm mẹ, ta càng thêm yêu mẹ biết bao nhiêu. Mẹ luôn nhận về mình những khó khăn vất vả lo toan. Thế nhưng đối với mẹ, hạnh phúc thật giản đơn. Bao mệt mỏi lo toan đều biến mất khi đôi cánh tay bé bỏng của con ôm choàng qua cổ tôi và nói: mẹ, không ai trên đời này yêu mẹ bằng con đâu. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con về mọi mặt, là nguồn động viên, là ánh sáng diệu kỳ để con thực hiện ước mơ hoài bão của cuộc đời mình. Thế nhưng cuộc sống không tránh khỏi có những lúc ta làm mẹ buồn, thậm chí mẹ đã khóc rất nhiều vì chúng ta. Như trong câu chuyện Đôi tay mẹ, người con gái chỉ vì chút tự ái bướng bỉnh của tuổi mới lớn mà bỏ nhà ra đi. Nhiều năm sau, khi người con quay trở về, cô đã phải chứng kiến cảnh trớ trêu như thế nào, để rồi trong suốt cuộc đời còn lại, cô không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình. Hay câu chuyện Giáng sinh buồn, lại một lần nữa khiến người đọc phải rơi nước mắt. Đó là nỗi đau khôn cùng của một người con gái khi cảnh bần hiểm nghèo đã vĩnh viễn cướp đi người mẹ thân yêu của cô. Căn phòng của mẹ giờ đây trống vắng, quạnh quẽ đến đau lòng, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm cũ ùa về nhức nhối. Đêm nay một Giáng sinh mới lại về, ai ai cũng nô nức đón chờ bữa tiệc mừng Chúa chào đời. Chỉ có trong tôi nỗi đau vẫn còn chất chứa, phải chi tôi có một que diêm, chỉ một que diêm thôi của cô bé bán diêm huyền thoại để lại được nhìn thấy mẹ đêm nay. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ?
Vậy ta còn chần chừ gì nữa mà không lo báo hiếu mẹ khi ta còn mẹ ở bên đời. Để rồi nỗi ân hận khiến ta day dứt cả cuộc đời. Chỉ với 207 trang sách cùng hơn 60 câu chuyện nhỏ, ấn phẩm Xin đừng làm mẹ khóc như một sự tri ân tới tất cả những người mẹ hay sắp làm mẹ trên thế giới. Cuốn sách cũng giúp cho mỗi chúng ta cảm nhận được tình yêu bao la của mẹ to lớn biết nhường nào. Và cùng không khí tưng bừng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu đã giúp tôi cũng như bạn đọc gửi được tình yêu thương, lòng biết ơn sâu sắc tới những người mẹ thân yêu của mình. Thông qua cuốn sách, đây chính là dịp để chúng ta suy ngẫm về công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, người luôn theo dõi ta từng nhịp bước chân đi trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Sau khi đọc xong cuốn sách chắc sẽ có những giọt nước mắt đã rơi. Những người làm cha mẹ đều học được cách giáo dục con, thương con như thế nào cho đúng. Và mỗi người con chúng ta đều biết phải làm gì để mẹ không phải đau lòng. Và tôi tin chắc rằng khi đọc xong cuốn Xin đừng làm mẹ khóc, bạn đọc sẽ rút ra cho bản thân những bài học tuyệt vời trong cuộc sống, mãi lan tỏa cho muôn đời sau. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Cuốn sách đã có mặt trên thị trường sách Việt Nam và hiện có đang có tại thư viện trường tôi, số đăng ký cá nhân 1286. Chúng ta hãy cùng nhau tìm đọc cuốn sách này nhé. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị đại biểu và bạn đọc dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và làm việc đầy hiệu quả. Hẹn gặp lại trong những buổi giới thiệu sách lần sau.